Hả? Hôm nay có chuyện quan trọng cần nhờ anh. Chuyện gì? Tình hình là em chạy mấy chiếc 150 đi, em chán rồi. Bây giờ anh dạy em chạy xe, nói chung là mấy chiếc bình thường thôi. Thật cho em chạy mấy chiếc bình thường thôi. Là sao tự nhiên chạy chán mà giờ đòi chạy xe bình thường là chạy xe quay á? Quay kim đồ á? Cấp 2 á. Là sao? Xe F2 là xe bình thường hả? Ờ. Đòi chạy mấy chiếc đó. À, nếu mà cười cười hơn xíu thì Ducati cũng được. Là em tập chạy mấy con đó hả? Ừ. Anh có sẵn mà, anh tập cho em chạy ơi. Với 8 được không? À. Tạm. Để coi thử coi. Thôi. Cũng được. Để quay clip rồi sẵn hướng dẫn mấy anh em mới chơi xe tập chạy phân khối lớn luôn. Thì thực chất thì nó cũng dễ thôi, leo lên chạy thôi. Đúng rồi. Chủ yếu mình có dũng cảm không? Dũng cảm là có thừa luôn. Té dài là... Hỏi anh, cái câu này là phải nói anh mới đúng. Anh có dũng cảm anh giao xe cho em chạy không? Thì ví dụ té một lần thì em đền anh 50 triệu gì đó. Mình có tiền mà, hiểu không? Rồi ok. Ra công viên. Rồi. Thì đây là chiếc gì? Hai. Rồi, đây là chiếc gì? Nè, Ducati. Rồi. Thì bây giờ tập chạy cũng dễ thôi. Leo lên cái đề ga đá số giọt. Còn cái sau đó thì em tự chịu trách nhiệm. À, ghê quá à. Đâu, em thử coi. Chiều cao 1m63 hả? Có ngồi lên được 1m63. Kawasaki Ninja H2 không? Hên xui nha. Mà hôm bữa không nó ngồi được, không lẽ em ngồi không được. Đúng không? Thử coi. Ôi ghê quá. Ghê quá. Dắt xe còn không nổi nữa mà đòi chạy. Thiệt tình. Sao? Thấy nó nặng không? Nặng. Thì thôi bây giờ mình sẽ qua con nhẹ hơn một chút xíu để mình tập đi. Đó là con Ducati. Ha. Ừ. Rồi ok. Rồi qua bên con Ducati thì con này nó sẽ nhẹ hơn, nhưng mà bị cái là nước ga đầu nó rất là hỗn, nó rất là giật, nó giật cờ tưng giống như bà tưng. Rồi thì đeo lên ngồi thử con này có thể thoải mái hơn đối với em. Ê à, rồi. Gì đâu mà nghe ga hỗn mà thấy ghê ghê rồi. Sao nhìn em dắt chiếc xe nhìn nó cực khổ vậy? Rồi thử coi. Để mình đề máy lên coi. Đề máy lên. Nè. Rồi số mo chưa? Về bữa nay là về mo nè. Ô xe này không hiện số hả? Không. Chơi dù. Rồi thử đề máy lên coi, làm quen với xe. Rồi ok. Thì bây giờ anh sẽ nhường cái này lại. À, giờ tắt máy đi. Anh sẽ nhường cái này lại cho một thằng đệ của anh. Thì về cái lý thuyết á thì chưa chắc là nó đúng hay sai. Lý thuyết trên mạng thì anh em sẽ đọc rất là nhiều, hiểu không? Nhưng mà về cái thực tế á, là nó đã chỉ cho biết bao nhiêu người mua xe chưa biết chạy xe, chưa biết con tay, hướng dẫn thành công bao nhiêu người. Thì hôm nay mình sẽ đưa nó vô để cho nó hướng dẫn em về cái thực hành, cái thực tế đó. Thì đã hướng dẫn nè rất là nhiều, kể sơ sơ lên là từ tay ga mà chạy luôn với 900 nè, chưa biết con tay, chưa biết gì về xe, đã chơi GSX nè, chạy với 8 nè, rebel rất là nhiều xe. Rồi bây giờ anh sẽ ra anh cầm máy quay cho thằng đệ anh. Nó vô sẽ hướng dẫn em từng bước để chạy con tay. Và những anh em đã chưa có mua xe thì cũng coi clip này vẫn ok luôn, đúng không? Rồi ok. Trước khi mà anh em chạy với nhau thì nhớ đội cái nón bảo hiểm vô. Đó, rồi, ra cầm máy quay đây. Ok anh em. À hello nha. Mình là Thi. À lính của anh Minh, đúng không? Anh Minh Baker. Đó. Hôm nay mình hướng dẫn cho chị Dinh X chạy Ducati. Đó. Điều đơn giản á, chạy Ducati trước tiên á phải đội mũ bảo hiểm. Đó, chúng ta phải tôn trọng cái tính mạng của chúng ta. Ok. Đó. Chưa chạy mà bị hư tao. Đó thì đây là điều đầu tiên à. Phải có mũ bảo hiểm. Ơi, chị biết chạy xe tay ga chưa? Chưa biết chạy xe tay ga. Chị biết chạy xe tay ga thôi hả? À, mũ bảo hiểm rồi. Chị biết chạy xe gì hết luôn? Biết chạy xe đơn
À, chạy xe côn 150. À, vậy bây giờ lên Ducati. À, cái này thì hơi khó nha. Khó đúng không? Đúng rồi. Khó bỏ được không? Nếu chị thấy dễ thì nó sẽ dễ. Chị thấy khó thì nó sẽ khó. Tại vì nó cũng dễ à? Rốt cuộc nó khó gì dễ? À, muốn khó hay muốn dễ thì mình ra tập rồi biết. Nhưng mà em có chỉ sơ sơ các bước đi á. À. Thì chị chạy 150 là con này số thì cũng giống 150 thôi. Nhưng mà nó không hiện số thì làm sao mình biết được nhỉ? Thì mình cảm nhận giống 150 đó. Chị hiểu không? Số 1 là đạt tới. À. Số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 móc lên. Ví dụ đang chạy giữa đường mà mình quên rồi đang ở số mấy rồi sao? À lúc đó mình nếu sau này mà chị biết chạy xe rồi á, chị sẽ cảm nhận được đó là số mấy rồi. Nó. Cho nên chị hãy cố gắng tập đi. Em nói rồi, không phí. À lý thuyết thì nó cũng đơn giản như vậy thôi chị. Số 1 mình đạp tới xong mình bóp côn lại. Xong mình lên ga. Xong mình mới bắt đầu nhả côn từ từ ra. Đó. Rồi số 2 muốn lên số thì mình bóp côn một xíu rồi mình móc lên số 2. Đó. Rồi lên số 3, số 4 từ từ như vậy. Nếu mình muốn xuống số thì mình cứ đạp xuống tiếp. Đó, lý thuyết thì nó đơn giản như vậy. Chị cố gắng tập đi. Tầm 2 tháng thôi, chị chạy hát hay là ok thôi. Ok. Bây giờ mình đã thực hành luôn. Ok chị, bây giờ mình bắt đầu tập thôi chị. Cầm giỏ em. Ok, ok chị. Chị ngồi lên luôn. Bây giờ bò vào số mo rồi. Lên luôn. Ai chân trống á, gạt chân trống. Đúng rồi. Bật chìa lên. Đó, chạy xe là phải bật chìa. để máy luôn chị. Để máy luôn. Đúng rồi. Rồi, cho nó nổ lên gan đi xíu đó. Ok chị. Bóp côn lại. Đúng rồi. Bóp hai côn. Không sao cả, số 1 chị cứ mới tập thì chị cứ rà côn từ từ không sao cả. Không sao cả. Đập số 1, rồi nhả côn từ từ thôi. Nhả côn từ từ. Cái này chị chỉ cần nhả từ từ là nó tự chạy nha, không cần gao cũng được. Đúng rồi. Đúng rồi, đi thẳng vào, đi thẳng đường. Được mà, không sao đâu. Không sao đâu. Chị đi tới cái xe ô tô đó thôi là dừng lại rồi. Đúng rồi. Chạy chậm mà đừng có rồ ga này, xe tự chạy thôi. Xe tự chạy thì nó chậm quá không giữ thăng bằng được. À chị gần nhà hết. À nhà cứ hay đi, chị nhà con gần hết á. Đảm bảo nó đi nhanh luôn á. Thật luôn. Con này á. Đi luôn chị Cầm. Trời ơi, ước mơ chạy hát hay mà. Ok đi luôn, không sợ đâu. Nhưng bỏ ghê á. Đi luôn chị Cầm. Ok, là em linh thiêng lắm. Ok đi. Đúng rồi, bật xuống. Để máy, đi luôn. Đập bóc côn lại. Đúng rồi. Cứ nhả côn từ từ, nhả côn từ từ là nó chạy à. Đúng rồi. Mấy lần đầu, mấy lần đầu không sao. Móc lên, để nè. Ducati là phải để vào mo nó mới để được. Móc nhẹ. Lên số 2 rồi. Đây. Để em làm. Hôm nay chị đạp xuống hả? Ok. Đi luôn chị. Rồi không sao em tới chưa? Đạp xuống. Bóp cô lại đúng rồi. Đúng rồi bóp chạy luôn đúng rồi. Đạp xuống. Nhà cô từ từ. Găm một xíu.
Đúng rồi. Gấp một xíu nữa, gấp một xíu nhỏ nhỏ. Gấp một xíu nhỏ nhỏ thôi. Chỉ gấp một xíu đó, gấp một tí. Vặn một xíu thôi, cho nó không tắt máy thôi. Rồi chị cứ đúng rồi, cứ nhỏ con từ 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 từ, từ nó chạy, nó cứ chạy đi à. Đi tiếp luôn, không sợ đâu. Thôi đi luôn, đi thẳng chỗ này luôn. Mình đi bên này. Đi. Em để nơi rồi mà. Em để nơi rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đặt. Hơi ga xíu nha. Ngang một tí, ngang một tí. chưa quen thôi. Ok. Đấy nha, cái này nè. Chị để máy lên này. Tập số. Chị mới tập thì chị cứ nhả con từ từ như vậy nè. Hay là ra con vậy cũng không sao cả, đi từ từ như vậy nè. Chân trống. Đúng rồi. Đúng rồi, bình tĩnh đi thẳng thôi. Đúng rồi. Rồi, thì nãy giờ tập thì chia sẻ lại cảm giác sẽ như thế nào? Em nghĩ là em nên tập thêm mấy chiếc nữa. Tại vì mấy chiếc phân khối lớn này thì ga nó mạnh đó, với cả cái xác nó cũng nặng đó. Mình hơi chạy mình nó hơi bất an xíu. Nhưng mà lúc mà chạy nó chạy cái xe nó trôi đi rồi thì cảm giác cũng giống mấy chiếc xe 150. Thì đúc kết lại một câu đó anh em, bán xăng cho phụ nữ là một tội ác. Cho nên khi mà chúng ta chơi xe, kể cả con trai luôn, kể cả con trai tụi mình á, có những trường hợp mà khó chạy á, những trường hợp khẩn cấp, ví dụ như những trường hợp ngoài đường anh em đang chạy mà Ninja Lick băng qua một cái anh em cũng không xử lý kịp nữa, thì như những mà bạn nữ như vậy thì chạy một cái con xe phân khối lớn thì nó quá là, phải nói sao, quá sức, gọi là quá sức. Mà muốn chạy những con này phải nó có quá trình rất là tập mới chạy được đó. Còn mà khi mà những bạn nữ á thì người ta sẽ sản xuất ra những con xe nhỏ hơn, ví dụ là Sugar X150, MT15, TFX, R15, rồi cao hơn xíu cỡ Ninja 3, Ninja 4 là anh em có thể chơi được, là những bạn nữ có thể chơi được và chơi những phân khúc đó là ok. Khi nào mà mình chạy cứng là cứng luôn thì mình mới lên những chiếc phân khối lớn như vậy, đúng không? Tại vì cái sức con gái nó có hạn, nó không có mạnh mẽ như con trai. Và đặc biệt chiếc đu này khó tập bởi vì sao? Bởi vì nó rất là mạnh. Hello em. Bởi vì nó rất là mạnh đó. Và cái con này là con dầu á, nó sẽ khác những cái con xe khác nha. Con Ducati là con dầu, nó rất là khó chạy. Nhưng mà qua hướng dẫn thì bạn như nít vẫn có chạy được, vẫn chạy được do đường hẹp thôi, vẫn chạy ok thì đã có tiến bộ, đúng không? Và em từ nay thì những cây xăng đừng bán xăng cho phụ nữ nữa. Ví dụ như Minh thì đó, khi mà tập xe như vậy nè, thì Minh ở đây đầu đây một người, đầu kia một người để chụp lại, để có chuyện gì đó còn có thể chụp lại. Còn mà mọi người mà tập ở nhà hay là tập ngoài đường thì rất là nguy hiểm nha. Nó khi mà ví dụ như một cái pha như vậy đây mà bạn nó thắng lại và nó không thắng rồi bạn nó rồ ra nữa là lũi là xong.
rất là nguy hiểm luôn. Nãy quay có hai anh em đứng đây nè, rung luôn. Và điều đặc biệt là trước khi chạy á, là Vinh X cũng đã tập qua những cái dòng 150, 300 băng khối rồi, cho nên thì nó ok. Thì khuyên anh em á, những bạn nữ khi mà muốn chạy những con xe phân khối lớn như vậy thì mình phải có quá trình nha, chứ một bước mà nhảy lên một phát á là đó, nó sẽ rề rề, nó sẽ áp lực và tâm lý giống như Vinh X vừa rồi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Sẽ cố gắng ra nhiều clip cho anh em xem. Rồi, có nói vài câu nào không? Em sẽ cố gắng tập chăm chỉ thêm, bán xăng cho em nha. Bán xăng cho phụ nữ là một tội ác anh em. Nói chứ những chiếc này quá sức và em không thể chạy. Và qua cái clip này luôn là anh phân tích cho mọi người biết á, là đùng một phát lên phân khối lớn á, vẫn được như Vinh X chạy vẫn được, nhưng mà nó sẽ rất nguy hiểm cho bản thân mình. Cho nên làm gì làm thì chúng ta cũng phải có một cái quá trình đó, một cái quá trình. Và khi mà chúng ta chơi một cái quá trình như vậy á, là thứ nhất là lợi cho bản thân mình, là an toàn cho bản thân. Thứ hai là chúng ta sẽ có thể là trải nghiệm được nhiều dòng xe khác nhau đó, ví dụ như anh em từ 150, 300, 400, 500, 600, 650, rồi 800, 795, rồi 1000, super chạc. Đó là anh em có thể trải nghiệm rất là nhiều dòng xe, mà quá trình trải nghiệm này có thể là 10 năm cũng có nữa. Đó, mỗi năm mình đổi một chiếc xe thì nó cho mình lại một cái cảm giác rất là thú vị. Đó, như bản thân mình là mình xe gì cũng chơi hết á. Giờ chơi 150 cũng chơi, nó xe gì mới lạ thì mình cũng chơi luôn. Đó, cảm giác nó cho mình một cảm giác là lạ, mỗi xe khác nhau, đâu có chiếc nào mà giống chiếc nào đâu. Ducati một cái cảm giác khác, H2 một cái cảm giác khác liền. Rồi, bye bye, chào tạm biệt mọi người. Bye bye mọi người.